Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại Đa Vũ Trụ Skibidi Toilet tập 29. Thì tôi tóm tắt lại một chút cho anh em nào không nhớ thì phần trước ấy là cái con mụ màu tím nó triệu hồi Titan phản vật chất là một con Titan màu tím. Chắc là bà anh làm con Titan này màu giống màu của mụ ấy. Mụ này chắc là thương mụ ấy thích màu tím các bro ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh của Titan phản vật chất, xem là Titan phản vật chất mạnh đến đâu nha anh em. Ok, bắt đầu xem phim. Titan phản vật chất lao vào tấn công hai vị Titan, thì anh cameraman Titan đẩy anh TV-man Titan ra để nỡ lại những cái đòn tấn công của Titan phản vật chất. Nhưng mà xem chừng là có Titan phản vật chất đây, bốn mình đúng là phải cân hai. Anh TV-man Titan phóng năng lượng từ lõi năng lượng ra nhưng con Titan phản vật chất nó không bảo gì đâu. Tôi tưởng là lõi năng lượng của anh TV-man Titan là hút được sức mạnh của tất cả các món vũ khí mà không hút được sức mạnh của phản vật chất à, thì ra đây chính là sức mạnh của phản vật chất chăng. Holy moly, cameraman Titan dùng búa táng vào mõm con Titan phản vật chất, nhưng mà nó tất cả những cái đòn tấn công của hai con Titan nó đều đỡ được hết. Holy moly, sao nó mạnh vậy? Ôi, kiếm chém vào người nó không bảo gì luôn. Scan có một lít ơ. Holy shit, cái lõi năng lượng của nó có thể copy được cả những cái món vũ khí mà nó nhìn thấy. Nó copy được búa của anh cameraman Titan kia các bro. Ê, quá mạnh vậy thì ai chơi lại? Ôi á, tay bên này thì nó copy kiếm của TV Man Titan. Ô thế mạnh vậy thì một mình nó cần 5 vị Titan được à? 5 ông Titan vào đánh nổi con Titan phải vật chất không đây anh em? Ơ nó có cả đuôi bọ cạp kìa. Mặt cameraman Titan kiểu yêu mẹ mạnh thế thì bố ai mà đánh lại. Súng bắn à? Méo bảo gì luôn. Cái búa đập còn chả bảo gì nữa xuống. Nó cắt gãy cả búa của anh cameraman Titan luôn rồi. Xong rip TV Man Titan tấn công từ đằng sau. Chơi rất là bẩn. Chơi là chơi trò đánh lén. Đánh lén còn không đánh lại được nó các bro ạ. Cameraman Titan thì cú đấm ăn xôi, gãy búa thì cầm cán búa đâm. Xong hỏng luôn cả cán búa. Thôi giờ thì hết vị luôn. Mất cả chì lẫn chài luôn. What the hell? Thì ra con này nó mọc được hẳn 100 cái đuôi các bro ạ. Không phải là nó mọc được một đuôi mà nó mọc được 100 cái đuôi luôn. Mỗi cái đuôi nó là copy một cái món vũ khí khác nhau. Búa này, đây là súng acid của con Toilet Bác Học Điên này. Đây là súng của Speakerman Titan này. Ui giời ơi, OP quá. Mạnh vậy thì ai chơi lại, OP quá anh em ơi. TV-Man Titan này chơi trò liều là chặt hết đầu ra, lấy toàn bộ đầu tấn công nhưng mà chặt được tay nó đấy. À vậy là nó đánh lâu rồi nó cũng yếu rồi. Đánh lâu rồi nó cũng yếu thôi. Gõ đầu anh thì người ta tìm cái bật dậy. Ơ ngon, chặt được hết tay nó kìa. Ơ nó bắn rụng đầu anh tiêu tay thật rồi. Trời má, nó bọc được lại tay gấp rồi ạ. Anh nó mạnh thế thì bố tôi cũng không đánh lại được. Bố cameraman Titan của tôi cũng không đánh lại được. Nó chặt rụng tay thì nó mọc tay khác anh em ơi. Ơi nó mọc được cả mấy mũi khoan của anh mấy con Man Titan kìa. Cái gì nó cũng copy được hết anh em ạ. Ơ ngon. À ngon cái gì vậy? Nó chôm mẽ một cái đầu của TV Man Titan làm cái đuôi này có. Tôi lại tưởng là TV Man Titan tự chặt đầu. Đây là nó copy cái đầu của TV Man Titan luôn. TV Man Titan định đánh bài chuồn nhưng mà nó hút. Ơ đúng rồi, cái đầu của TV Man Titan ý là nó hút được cái làn khói đen. Anh em xem bản gốc thì anh em sẽ biết. TV Man Titan là nó có khả năng hút được cái làn khói đen mà. Ồ xong rip con TV Man Titan rồi. Mày nó copy được cả đầu của TV Man Titan ạ. Cameraman Titan thôi em chịu ạ. Thế thì chịu. Ôi em không đánh được rồi, TV Titan hỏng hết TV đó. No, anh đừng anh ơi. Chạy nhanh anh ơi. Nó tóm được TV Titan nữa cũng rồi. Cứu đi. Ui giời ơi, cameraman Titan không cứu nổi rồi. Thôi đừng anh ơi. No. No, nó lắc đầu rồi. Thôi xong rồi, nó lắc đầu đấy em ơi. Nó bị xiên anh TV Titan thật à. Nó bị xiên TV Titan thật không rồi. What? No. Ôi rip à. Ôi rip thật à. What the hell.
Ô, vậy là rip luôn TV Mê Titan nữa cấp rồi. Tôi méo thể tin được luôn đấy. Nhân vật quan trọng như TV Mê Titan mà cũng bị con Titan phải vật chất này nó thịt luộc à. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy ấn nút like và nút đăng ký kênh để respect sự hy sinh của TV Mê Titan. Cảm ơn các bạn rất nhiều.